Đấy. Vậy là đều đặn mỗi ngày Khanh chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình. Đấy. Một gói cần tây mật ong mochi. Sau đó cắt ra. Các bạn cho 200 ml nước. 200 nhé. Sau đó thì đổ bột cần tây mật ong mochi vào. Đậy nắp lọ lại. Đấy, các bạn lắc đều lên. Một lúc cho tan hết ra. Nói thật với quý vị và các bạn là Lê Khanh cũng đã từng nghe rất là nhiều về công dụng của cái cần tây. Nhưng mà thực sự khi làm ra thì khó uống vô cùng. Nó hăng nồng, nó hắc và cảm giác thấy nóng. Rất khó uống. Nhưng mà từ khi có cái sản phẩm cần tây mật ong mochi này thì Khanh thấy uống rất là mát. Cái hương vị của nó rất là thanh và đặc biệt là nó thơm ngăn ngát, uống rất là thú vị. Sáng ra mà uống một ly như thế này thì vô cùng là sảng khoái. Ngon lắm thưa quý vị. Thưa quý vị, với một người làm nghệ thuật như Lê Khanh, thật sự là ăn uống rất thất thường và thiếu chất, nhất là thiếu chất xơ. Nhưng từ ngày có cần tây mật ong mochi, Khanh uống mỗi ngày một gói mà trong 2 tháng qua thì thật sự là sức khỏe đã được cải thiện. Nhuận tràng này, dễ tiêu hóa này, đầy năng lượng. Thú thực, thưa quý vị và các bạn, trước đây thì Lê Khanh cũng có nghe đến công dụng rất là nhiều của cần tây tươi ấy. Nhưng mà thực sự là rất khó uống. Nó nồng, nó ngái ngái, rồi nó có cảm giác nóng trong người. Khanh rất là ngại uống. Nhưng mà khi mà Lê Khanh được uống cái cần tây mật ong mochi ở dạng bột gói như thế này này, thì cảm giác là đây này, thơm vô cùng. Nó thơm nhẹ này, thanh thanh ngan ngát. Nó giống như là một cái ly nước giải khát vậy. Đây, đây là cái món không thể thiếu của Lê Khanh trong bữa sáng nữa rồi. Và đấy, để duy trì được nguồn năng lượng mỗi ngày này, sức khỏe, sự thon gọn, Lê Khanh đã dùng cần tây mật ong mochi đã được 2 tháng rồi. Các bạn hãy thử nhé. Và đây cũng là điều mà nhiều các bạn của Khanh quan tâm. Các bạn muốn hỏi là thế khi mà chế biến cần tây mật ong mochi như thế này thì nguồn dinh dưỡng của nó có đảm bảo không? Thì xin thưa quý vị hãy yên lòng bởi vì cần tây ở đây là được chế biến ở dạng công nghệ thăng hoa. Đấy, công nghệ thăng hoa các bạn nhé. Cho nên là nguồn dinh dưỡng vẫn còn nguyên, rất là tốt. Bổ dưỡng đảm bảo nhiều chất xơ này, độ vitamin này. Đấy, và rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Và các bạn ơi, trong một hộp lớn cần tây mật ong mochi như thế này khi mở ra sẽ có 14 gói nhỏ uống trong 14 ngày. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống một gói thôi. Các bạn hãy pha một gói và 200 ml nước nhé. Lê Khanh rất là thích. Pha xong cho vào tủ lạnh đợi mát, bỏ ra uống. Thơm, ngon, mát, bổ vô cùng. Các bạn thử nhé.